Bạn nghĩ như thế nào về sự tồn tại của các người cá? Bạn có tin rằng nàng tiên cá có thật không? Cho tới nay, các nhà nghiên cứu vẫn cố gắng đi tìm lời giải thích về việc nàng tiên cá có thực sự tồn tại như những câu chuyện lưu truyền trên thế giới không. Nếu ai đã từng đọc truyện cổ tích của Andersen, hẳn là đã biết câu chuyện cảm động về nàng tiên cá xinh đẹp. Nhiều người cho rằng nàng tiên cá đơn thuần chỉ là nhân vật hư cấu không có thật. Tuy nhiên, đã có khá nhiều bằng chứng đã được đưa ra chứng minh rằng nàng tiên cá có thật. Và ngày hôm nay, tại câu lạc bộ người cá Tây-un giúp cho các bạn người thường sẽ trở thành những nàng tiên cá thật sự, những chàng tiên cá thật sự. Điều đó hoàn toàn là có thật. Mới đây có một bằng chứng về sự công bố cho thấy sự tồn tại của người cá. Khi hai thủy thủ đang lặn ở lòng biển Greenland, bất ngờ phát hiện một bàn tay màu trắng đặt lên tấm kính tàu ngầm phía sau lưng. Rồi trước đây, năm 2012, kênh truyền hình Animal Planet cũng phát sóng chương trình cho rằng nàng tiên cá có thật. Tuy nhiên, Cục Đại dương và Khí quyển Quốc gia của Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng chỉ trích, nói rằng không có bằng chứng xác thật. Nhưng Tiêu vẫn tin chắc rằng sự tồn tại của người cá là có thật, bởi vì những nhà khoa học họ muốn trả lại sự bình yên cho các người cá, nên họ không muốn thế giới người thường của chúng ta khám phá về người cá. Nếu các bạn luyện tập theo phương pháp bơi lội của Tiun, tương lai các bạn sẽ trở thành người cá. Các bạn có thể tiến hóa và sống dưới nước như rái cá, hải cẩu, cá voi. Nhưng các bạn lên bờ thì có chân, còn muốn xuống nước thì các bạn gắn đuôi cá vào, rồi các bạn bơi. Các bạn là những người cá tuyệt vời trên cả những người cá đang tồn tại và sống bí ẩn dưới đáy biển, vì họ không thể lên bờ được. Còn các bạn là một dạng người bậc cao và luyện tập theo phương pháp của người cá mà Tiêu đã đúc kết tất cả kinh nghiệm nghiên cứu các loài động vật sống dưới nước để ra phương pháp dạy bơi trở thành một người cá thật sự, để các bạn có thể sống được trên bờ và dưới nước, phát triển được tình yêu thương thiên nhiên và động vật. Và các bạn khi học bơi theo phương pháp của Tiêu sẽ trở thành tiên cá để giữ sự cân bằng ổn định cho thế giới, đừng để người thường thải rác xuống đáy biển nữa, đổ chất độc hại xuống biển nữa. Nên các bạn đệ tử người cá của Tiêu ơi, các bạn phải cố gắng lên nha. Người cá mà thật sự sống dưới biển, họ rất là xấu bởi vì cái hình dáng của họ rất là kỳ. Còn chúng ta là người bậc cao rồi, chuẩn bị tiến hóa thành tiên cá rồi, nên chúng ta phải đẹp. Tiên cá là phải đẹp nha mấy em. Tiêu thấy bạn nào cũng bơi lội bây giờ là rất đẹp rồi. Các em là những đệ tử xuất sắc nhất đời đầu của Tiêu đấy. Hy vọng những bạn đệ tử đời tiếp theo của Tiêu sẽ càng giỏi hơn, càng đẹp hơn nữa. Rồi Tiêu sẽ dạy cho các bạn tất cả các phương pháp để các bạn có thể sống được dưới nước như ở trên bờ. Hít thở dưới nước như là cá voi, cá heo, rái cá. Mở rộng thể tích lồng phổi hết cỡ. Mỗi bạn nín thở được trên 5 phút là bảo đảm có thể sống dưới nước được rồi. Cố gắng nha các em, vì một tương lai tươi sáng của thế giới đang trông chờ vào các em. Nếu các em có thể trở thành những bậc thầy của biển cả, thì tôi mới an tâm rời khỏi thế giới này.